lý cái mâm than kim âm ly. Lần trước em có bán một cái mâm giống gì là 4,5 triệu là chạy ok, nhưng mà cái mâm này nhập hàng về nó không có ra tiếng nha. Cái này các anh mua về thì nhờ thợ kiểm tra, hoặc các anh thợ nào cần lấy linh kiện hay làm gì đó làm. Em bán thanh lý giá là 2 triệu. Cái mâm này to lắm nha, nó có âm ly luôn nha. Ở đây là cái nắp gương, nguyên cái nắp gương rất là to, nắp kiến nha, bằng gương nha. Này, bây giờ em sẽ quay mặt sau. Tất cả đều nguyên bản nguyên zin, model là Natonan S gạch 550N. Đây, đây là chỗ ghim dây lo, có âm ly nên đây là ghim dây lo. Ghim AUX là chỗ này, kết nối điện thoại, tivi, máy tính, ngõ AUX là ngõ này. Mình có thể nghe được radio, cassette, AUX, kết nối điện thoại, tivi, máy tính và mâm than. Em ghim điện nha, điện 100V, hàng Nhật, điện 100V, ghim điện sẵn 100V rồi. Bây giờ mình mở nguồn, lúc này mở nguồn. Đèn cháy bình thường. Dò đài á, thì không biết cách làm sao mà dò luôn, tại vì bó tay. Em thấy nó dò nó không ra tiếng, không biết là tại vì mình chưa gắn anten hay là sao, dò nó không ra tiếng nha. Nên bán giá về chai, giá mù cho mình. Đây, cái nắp gương rất là to phía trong. Khi mình bật điện lên thì mâm quay. Đủ kim. Trên này là đủ kim. Nguyên bản, nguyên zin, chưa đụng chạm, chưa sửa chữa. Điện vào ok, mâm quay ok, giá bán thanh lý về chai là 2 triệu. Các anh mua về dùng trưng bày hoặc mang thợ sửa để mình sử dụng. Kích thước tương đối khá lớn, em bật cái nắp gương xuống. Kích thước như sau: hậu sâu 40cm, chiều ngang, chiều dài hoặc là chiều ngang đều được nha, là 60cm, chiều cao là 15cm. Âm ly kim mâm than, tức là nó có âm ly, mình bỏ mâm than, mình bỏ cái đĩa than và hát ra tiếng, hoặc mình kết nối điện thoại, tivi, máy tính vào ngõ AUX và sao hát vẫn ra tiếng. Bên đây là cassette, bên này là toner, và bật cái gương lên là phía trong là bỏ cái đĩa than rất là sang. Giá thanh lý là 2 triệu, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, cắm nhầm 220 là cháy nha, vui lòng. Cắm điện 100 đến 110V, canh cần đổi nguồn hoặc là lấy điện từ ổ áp ra sử dụng cho cái âm ly kim mâm than này. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, giá bán 2 triệu. Cọc giúp em 50% là 1 triệu, còn 1 triệu còn lại bưu điện thu hộ. Canh nhận hàng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em, bên em bán hàng không bao ship. Nguyên bản, nguyên zin, điện vào đầy đủ, đèn đuốc đầy đủ, mâm than quay ok, kim còn nguyên, kim zin theo mâm than luôn. Các anh mua về chỉnh sửa như thế nào, hiện tại em không thấy dò đài ra tiếng nên thua. Các anh mua về nhà thợ kiểm tra giúp em. Số điện thoại cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn cho mình nha, hoặc Zalo số này luôn 0931008099. Các anh cứ vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh tham khảo trước khi mua hàng. Model là Natonan S gạch 550N. Bây giờ em kết thúc clip test, các anh nào mua hàng thì liên hệ giúp em nha.